Ngày 16 tháng 4, tờ Sputnik dẫn thông báo từ video công bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Tổ trinh sát đường không Nga dùng máy bay không người lái hay còn gọi là UAV hướng dẫn bộ binh chiếm cứ điểm Ukraine gần Abdiivka. Theo đó, nội dung video cho thấy tổ vận hành UAV trinh sát đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch. UAV dẫn đường cho lính Nga di chuyển bên trong cứ điểm, cảnh báo vị trí mà binh sĩ Ukraine có thể ẩn nấp và đề xuất phương án tấn công tối ưu Lực lượng này cũng triển khai drone thả đầu nổ xuống các vị trí nghi có lực lượng Ukraine để hỗ trợ các nhóm xung kích. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin. Thiết bị bay không người lái là khí tài chủ đạo hiện nay tại chiến trường Ukraine, có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác như trinh sát, tấn công tự sát hay thả đầu nổ xuống mục tiêu. Lực lượng nga sở hữu nhiều loại UAV trinh sát hiện đại, một trong số đó là dòng Orlan-10. Phi cơ mang được tải trọng 6 kg, khối lượng cất cánh tối đa 15 kg, vận tốc 110 km/h và có thể bay liên tục 18 giờ. Kích thước nhỏ, thân vỏ làm từ vật liệu composite và động cơ cỡ nhỏ khiến nó khó bị các hệ thống phòng không phát hiện.